lưng, một thanh kiếm có hình thánh giá, bộ áo khoác đặc trưng trên người kiếm sĩ mạnh nhất cái danh cực bá. Mặc dù hậu hay là mi hót, khi nghe đến tên ai cũng phải sợ. Từng chiếc thuyền ông cắt làm đôi chỉ trong thời gian bằng một cái thở. Nguồn biệt danh là mắt diều hâu là vì đôi mắt ông giống loài này, thái độ bình tĩnh trong những trận chiến đủ khiến kẻ thù trước mặt run rẩy. Thợ săn hải tặc như là Zoro còn phải thua ông khi lần đầu chạm mặt, rồi cậu ngã xuống vết chém trên ngực, ý chí kiếm sĩ cũng không vụt tắt. Này chàng trai trẻ, cậu hãy cố gắng để rồi một ngày cậu vượt qua ta, ước mơ của cậu cố gắng đừng bỏ một lời động viên mà ông nói ra. Sức mạnh của ông đã được thể hiện trong nhiều trận chiến với các đối thủ, trong đó có San một trong tứ hoàng sức mạnh, hai bên phải nói là kỳ cựu. Là thanh hắc kiếm nhiều người mơ ước, nhưng chỉ có ông sở hữu được nó, vì thanh kiếm này tạo ra chỉ để dành cho kiếm sĩ cực kỳ hiếm có. Sức mạnh chênh lệch với mấy thằng nhóc chỉ mới tập tành trong nghề kiếm sĩ, với ông mấy thằng kiếm sĩ tầm thường thì không xứng đáng cho ông xử lý. Chi chi bươi cải không xứng với ông, bởi vì Mihawk phải cỡ tứ hoàng, vì trước tới giờ trong các trận chiến đối thủ là ai ông cũng không đầu hàng. Bậc thầy kiếm thuật đệ nhất kiếm khách cũng không tả đủ sức mạnh của ông, chỉ dạy Zoro 2 năm tập luyện cho đến bây giờ cậu đã thành công. Thành kiếm một thêm hạt kỳ vũ trang, càng ngày nó sẽ trở thành hắc kiếm, một chém dùng lực vào cả cánh tay, dù Mr. White cũng bị chém xuyên tim. So với Odin thì chưa biết được, nhưng ở hiện tại ông là bất bại. Vào đại hải trình và giấc ngủ của ông thì mày xác định sẽ không có ngày mai. Yeah. My heart, mặc dù hầu để nhất kiếm khách.